Hello, tôi đang xin lần hạ tức bập lại cái bang miền Nam chúng ta đây. Chính làm nông pre có quay cái nhau mừng cái nhau quên cái mừng làm pre qua. Sớm ở nay ta lăng phần hai đó ha, phần hai này ta quay đã rồi này chính nhờ rõ ràng cái từng giờ tâm pre nhớ mất. Sớm ở nay ta lăng nhà ai vậy? Ở đây là ta tôi sẽ lần đi khám phá bắt đầu. Lâu từng nào lần đi khám phá miền Nam chúng ta ta mai theo dõi đăng ký kênh ha, mà theo dõi kênh YouTube siêu lần miền Nam chúng ta bấm đăng ký kênh, bấm chuông, siêu lần chỉ video siêu lần chỉ bắt đầu với cái ý đăng ký thời gian kênh chia lan tao nè tập thâm nhập về luôn và tập nhập về luôn ấy tập nhập về luôn bắt đầu ta nào chia lan ta bắt đầu đi khám phá let's go nè đi oh lô Allah đã rồi này răng lăng lô răng rồi răng lô Allah đã này ta lăng cái nhau xoang ấy tên đây nhà thơ này cái nhỏ này nên nhà thơ này cái nhỏ chính cái này cái nhỏ vui ngờ đây đang sang luôn mình lăn như đang sang luôn thế này là mình lại phập lại lời tôi một tập rồi này nên mình qua nha à nghe nè nè giờ đến phê ta lăng mất mỡ này thôi rồi ta lăng nhỏ rõ ràng ạ à, ta nào đây à, ta này lăng nhỏ sang trang trang ơ ở này lô là đoàn trang trang rồi à, này không chào này nhỏ đoàn nhỏ bạn ngàn này thank you.
lao lao ạ, được ạ. Tập rơi mất pika rơi, rơi đã rơi hoài ra. Với những
gì có thể thể hiện được những nét truyền thống của người chân ai cùng gia đình này. Chúng con có những món ăn truyền thống cũng như những chế rượu cần cơm lam. Chúng con xin kính mời quý khách, chúng ta sẽ ăn tiệc đứng với các làng ở bên ngoài. Một lần nữa chúng con xin được thông báo để tiện trong khâu tổ chức trước, trong và sau thánh lễ. Về việc tham dự thánh lễ, chúng con xin kính mời quý tu sĩ nam nữ, quý chúng sinh ơn gọi, quý khách ân nhân xa gần, quý vị có thể tham dự và ngồi tại chỗ ở trong lòng nhà thờ cũng như bên ngoài hành lang. Và chúng con có chuẩn bị một màn hình lớn sẽ truyền hình trực tiếp những hình ảnh sắc nét sống động để quý vị nhận được thánh lễ với chúng con tại cổng nhà thờ. Ngay sau đó, khách vui lòng di chuyển ra bên ngoài để chúng con chào bàn ăn cho Đức Cha, quý cha cũng như quý tu sĩ nam nữ. Với tất cả quý khách, vì những món ăn truyền thống đậm đà bản sắc vùng miền nói lên tấm lòng của chúng con, quý vị vui lòng tham dự tiệc đứng hay còn gọi là tiệc buffet ở ngoài sân vườn, sân nhà thờ với chúng con. Xin cảm ơn. Clang with a pin.
Thank you.
đây mang tên kính mời quý khách, quý tu sĩ nam nữ chúng sinh. Giờ đây ngay bây giờ quý vị có thể ổn định đúng rồi, để rồi chỉ còn là hơn 20 phút nữa thôi thì lễ sẽ diễn ra. Chúng con xin được trân trọng kính mời, xin cảm ơn và để tiên muốn nhất trao việc chung chia niềm vui với giáo sư chúng con sau thánh lễ. Chúng con xin kính mời biết sao? Biết thao nhung, hai em mình biết thao nhung ô, vài lặc, vài lặc biết thao. Chúng con đã chuẩn bị ở bên ngoài với những thứ gì có thể nói lên được trường hợp của người gia đình chúng con. Xin chúng con đi tham dự với chúng con với việc là lúc phút về hay còn gọi là gì đứng ở bên ngoài trời. Xin cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Thank you.
bơ ấy, ao tre đấy nó lặng ấy, quất quất rồi nó nhàm rồi. Để tìm cho việc tổ chức trước, trong và sau thánh lễ cũng thế. Đây chúng ta xin ban phép thông báo đến quý cha mục sĩ Nam Từ Chủ Tịch Sinh cũng như quý khách thân nhân xa gần đến với thánh lễ cũng thế ngày hôm nay về việc tham dự thánh lễ. Vào lúc 9:30 thánh lễ sẽ diễn ra. Ngay bây giờ chúng con xin mời và cả nước chúng ta chuẩn bị vào ký với quý khách ân nhân xa gần. Chúng con kính mời quý khách tiến lên trên nhà thờ và với những ai có tuổi có như trẻ chúng con xin mời quý khách vào trước. Chính tụi nó video của mình chưa có biết bằng tại lời nhóm bài xoay đã chính cái phương biên phương khóp nhu hợp ác hợp này nhu mẹ chân sang chân của nhu chính mẹ chân nhu chính mừng ơi của nhu mừng lưu đoàn cái tài linh đây lại về sự chân của nhu chân quá chính là có chức tụi nó hẹn gặp lại các biết bằng mình nâng dòng tươi ta video bằng này bye bye hẹn gặp lại.